cuộc đua vô địch vẫn luôn căng thẳng. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó. Arsenal và Tottenham đã quay lại cuộc đua và vẫn đang còn ở đó. Kevin De Bruyne đã bị phục chấn thương. Cậu ấy đang khởi động và sẵn sàng quay trở lại. Cả nước Anh sẽ phải run rẩy khi cậu ấy quay trở lại sân cỏ. Đó là lời huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nói mới đây về mối lo ngại lớn cho cuộc đua vô địch của ông. Kevin De Bruyne đã chính thức trở lại và nhiều người nói rằng cuộc đua vô địch giờ mới thật sự bắt đầu với Man City. Đơn giản, cái tên Kevin De Bruyne quá đáng sợ và đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp ngoại hạng Anh. Nhưng có một cơn ác mộng còn tồi tệ hơn như thế đối với các đối thủ của Man Xanh trong giai đoạn tới của mùa giải. Khi nhà đương kim vô địch không chỉ có một nhạc trưởng xuất chúng mà hiện tại có đến hai Kevin De Bruyne và Phil Foden. Cùng với nhau, cả hai có thể tạo nên khẩu pháo hai nòng với sức công phá mãnh liệt tại Etihad. Trước khi bước vào bài phân tích, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn trên kênh nhé. Sau một thời gian dài chấn thương, ngôi sao người Bỉ đã quay trở lại trên băng ghế dự bị của Manchester City ở chiến thắng 2-0 của City trước Sheffield United tại Premier League hôm 30 tháng 12 vừa qua. Chính xác, sau hơn 4 tháng người ta mới nhìn thấy bóng dáng của ông vua kiến tạo Premier League. Kevin De Bruyne đã có dịp chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp từ người đồng nghiệp trẻ Phil Foden. Cầu thủ đã thay thế vai trò kiến thiết lối chơi của anh một cách xuất sắc. Và huấn luyện viên Guardiola chắc hẳn đã phải rất cố gắng kiềm chế, không tung tiền vệ 32 tuổi vào sân trong ít phút cuối để anh làm quen với cảm giác bóng cũng như gửi một lời chào đến khán giả nhà. Tuy nhiên, De Bruyne có thể sẽ tái xuất trong trận gặp Huddersfield tại FA Cup vào ngày 7 tháng 1 tới. Vậy tuyển thủ Bỉ trở lại sân cỏ dĩ nhiên là một điều tuyệt vời. Thế nhưng nhìn theo góc độ nào đó, điều này sẽ đẩy Pep vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rằng giữa Foden và De Bruyne, ai sẽ là người đảm nhận vai trò cầm nhịp và sáng tạo cho đội bóng ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Bởi bất kỳ sai lầm nào tại thời điểm này cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Kevin rất quan trọng đối với chúng tôi, Erling cũng vậy. Pep Guardiola đã phát biểu như thế trong cuộc họp báo trước trận đấu của Man City trên sân nhà của Everton. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Họ là kiểu cầu thủ không khiến đội chơi tốt hơn, nhưng hai anh chàng này biết cách giúp đội bóng của bạn giành chiến thắng. Trong suy nghĩ của Guardiola, Kevin De Bruyne và Erling Haaland chắc chắn là hai trong số những người xuất sắc nhất ở 1/3 cuối sân. Cái ý kiểu cầu thủ không giúp bạn chơi tốt hơn của Pep, để hiểu một cách sâu sắc thì chúng ta cần phải nhìn vào phong cách chơi và vai trò cụ thể của Haaland De Bruyne trên sân. Họ không phải hai cầu thủ tham gia thường xuyên vào quá trình triển khai bóng từ phía sau. Họ cũng không đảm nhận công việc giúp đội kiểm soát trận đấu bằng việc giữ bóng lâu trong chân hay thực hiện những đường chuyền ngắn, chắc và chuẩn. Công việc đó dành cho những vị trí khác, những cầu thủ khác. Nhiệm vụ tối thượng của Haaland De Bruyne là tạo ra bàn thắng và giúp đội nhà giành chiến thắng. Một tập thể chiến thắng luôn cần phải có đủ những kiểu cầu thủ khác nhau. Và City đã làm nên cú ăn ba vĩ đại của mình mùa trước, chính là bởi Pep đã tìm ra được sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa Haaland, Kevin De Bruyne, hai cái tên đại diện cho khía cạnh rủi ro và tiềm năng, với phần còn lại, những người đảm bảo giá trị kiểm soát. Nhưng ở Man City, có một chàng trai có thể biến hình giữa hai kiểu cầu thủ trên, người mà sau mỗi mùa giải khiến Pep đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vì tiềm năng vô hạn của anh cũng là người mà Pep từng dự đoán sẽ trở thành một quái vật trong tương lai không xa, cách đây hơn 7 năm. Cụ thể, trong một cuộc nói chuyện với ký giả Martin Peranau, người chấp bút cho hàng loạt đầu sách nổi tiếng về Pep vào tháng 10 năm 2016, Pep đã nói như thế này: "Mọi người đã nói với tôi rất nhiều về Jadon Sancho và Brahim Diaz. Đúng, họ rất giỏi. Là một huấn luyện viên bóng đá, tôi rất thích họ. Nhưng lúc này thì tôi muốn nói về một cầu thủ khác và hy vọng các bạn sẽ nhớ đến cái tên này, Phil Foden." Vào thời điểm ấy, Foden mới 16 tuổi và Pep cũng chỉ vừa mới cập bến Etihad được 3 tháng. "Tôi không nói dối bạn, cậu bé này thực sự rất tuyệt vời luôn. Tin tôi đi, cậu ta sẽ chơi cho đội 1 City sớm thôi. Đấy là một cầu thủ người Anh, rất Anh. Kèo trái, nước da xanh sao, thể hình gầy guộc, chân thì vòng kiềng, nhưng chú nhóc này có khả năng giữ bóng siêu hạng và sở hữu tầm nhìn tuyệt vời. Phil Foden, hãy nhớ kỹ cái tên này, bởi cậu ta sẽ trở thành một con quái vật trong tương lai không xa." 7 năm trôi qua nhanh chóng và trong thời đại của Pep, Foden đã chơi ở hầu như tất cả các vị trí khác nhau trên hàng công: tiền vệ, tiền đạo cánh trái, phải, số 9 ảo hay một tiền đạo thứ hai, thậm chí đôi khi đá trong vai trò một số 8 lệch trái như trận chung kết Champions League. Nhưng sâu trong thâm tâm, Foden rất thích chơi ở vai trò mà bản thân anh và nhiều người khác tin rằng phù hợp với tài năng của anh, đó là vị trí số 10 trong đội hình của Man City. Kể từ sau khi De Bruyne tập tễnh rời sân chỉ sau 23 phút ở trận mở màn Premier League mùa này gặp Burnley hồi tháng 8, Foden đã thay thế hoàn hảo ngôi sao người Bỉ. Theo thống kê, tiền vệ trẻ người Anh chính là cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho Man City ở mùa giải này với 29 trận đấu trên mọi đấu trường và đóng góp 9 bàn thắng. Hai đường kiến tạo cho Rodri và Julian Alvarez
trong trận thắng mới nhất trước Sheffield cũng nâng tổng số kiến tạo của anh lên con số 8, qua đó trở thành chân truyền hàng đầu của City mùa giải năm nay. Chính khả năng hoạt động trong không gian hẹp với kỹ năng xử lý bóng điều luyện, di chuyển khôn khéo cùng khối óc thông minh đã khiến Foden trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của Man City, đặc biệt là những đối thủ như Sheffield United, khi đội bóng này chủ động lùi sâu, đổ bê tông, thu hẹp khoảng trống nhiều nhất có thể. Rõ ràng Foden rất thích có cơ hội được chơi ở vai trò số 10 thay vì giặt cánh, bởi tại trung lộ, những phẩm chất hay nhất của anh được phát huy. Guardiola cho biết Foden đã rất đau khổ sau khi mắc lỗi giúp Crystal Palace kiếm về quả phạt đền quyết định, làm Man City chỉ thu về trận hòa 2 đều chung cuộc tại Etihad. Tuyển thủ Anh chắc chắn đã sửa đổi trong 4 trận đấu kể từ đó, bao gồm 2 thắng lợi ở Saudi Arabia giúp Man xanh vô địch FIFA Club World Cup và kế đến là 2 chiến thắng gần nhất tại Premier League, đưa đội nhà trở lại cuộc đua vô địch. Kể từ trận đấu với Crystal Palace, Phil Foden đã rút ra được bài học. Cậu ấy còn quá trẻ, cậu ấy cảm thấy tội lỗi khi gây ra quả phạt đền và muốn chuộc tội. Đó là một phần của quá trình học tập. Lúc đó Phil cảm thấy thật tồi tệ, nhưng cậu ấy là một chàng trai vô cùng đáng yêu. Đó là những bài học cần rút ra và hy vọng đây là lần cuối cùng điều đó xảy ra. Trong cả 4 trận gặp Urawa Red Diamonds, Fluminense, Everton và Sheffield United, Phil Foden đều chơi rất xuất sắc, ghi bàn và kiến tạo. Chúng tôi cần phải chủ động tấn công vào các khoảng trống trước Sheffield và Phil là người phù hợp cho điều đó, Pep nói. Hai pha kiến tạo của Foden mới đây đã thể hiện rất rõ sự đa dạng trong cách chơi của anh. Dưới áp lực của các cầu thủ bên phía Sheffield, cầu thủ 23 tuổi này vẫn thực hiện được một pha khống chế bóng hoàn hảo từ đường truyền của Manuel Akanji, rồi thả quả bóng cho Rodri ghi bàn khai thông thế bế tắc ngay phút 14. Trong hiệp 2, sau đường truyền thông minh của cầu thủ vào thay người Oscar Bob, Phil Foden thực hiện một quả tạt tầm thấp đẹp mắt về phía cột xa để Alvarez dứt điểm dễ dàng, giúp Man City định đoạt trận đấu ở phút 61 và giành trọn 3 điểm quan trọng. Rodri, tác giả của bàn mở tỷ số nói, Phil có khả năng xoay người với bóng nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Chúng tôi phải kiên nhẫn bởi anh ấy là người có thể thay đổi cuộc chơi. Anh ấy có tốc độ tốt, khả năng dứt điểm và chuyền bóng siêu hạng. Rõ ràng Foden đang có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ tại Man City. Trong khi đó, De Bruyne sau thời gian rất dài vắng mặt sẽ cần thời gian để lấy lại tốc độ lẫn nhịp điệu. Ngôi sao người Bỉ đã khởi động trong quá trình trận đấu diễn ra cùng những tràng pháo tay động viên của những người hâm mộ trên khán đài. Nhưng Guardiola vẫn rất thận trọng khi nói về anh. Ông muốn để tiền vệ người Bỉ có thêm thời gian để chuẩn bị cho sự quay trở lại. Đã 4 tháng kể từ khi anh ấy vắng mặt, Pep nói, chúng tôi muốn thấy một Kevin De Bruyne hoàn toàn khỏe mạnh trong phòng thay đồ. Anh ấy đang tập luyện tốt và sẽ bắt đầu trở lại một cách từ từ để lấy lại phong độ tốt nhất. Đó là một tin tức rất vui đối với tập thể đội bóng. Với việc Foden đang xuất sắc như vậy, Pep không cần phải hối thúc De Bruyne mau chóng trở lại. Tuy nhiên, một khi De Bruyne tìm về với phiên bản hay nhất của mình, sẽ rất thú vị để coi Guardiola sẽ ứng phó ra sao trong cách bài trí nhân sự đây. Dù kế hoạch có là gì, viễn cảnh Foden và De Bruyne cùng nhau mở khóa hàng phòng ngự đối phương là một điều đáng lo ngại cho phần còn lại của Premier League, như chính quan ngại của huấn luyện viên Jurgen Klopp.